Mình sẽ chế sữa vào nhé. Hello mọi người, hôm nay mình sẽ làm hot chocolate bomb. Đây là một món đồ uống rất là hợp với mùa lạnh sắp tới. Món này thì được làm trong một cái vỏ bằng sô-cô-la nên khi mà mọi người đổ sữa nóng lên thì nó sẽ tan ra, nhìn rất là hay. Chắc chắn là những bạn nhỏ sẽ rất thích nè. Để làm cái vỏ bằng sô-cô-la thì mình phải có chocolate chip, tí nữa mình đun chảy nó ra. Tiếp theo mình có mini marshmallow. Tiếp theo nữa thì mình có bột hot chocolate pha sẵn. Ngoài ra thì mình cần có một cái khuôn silicone nữa. Chất liệu silicone này sẽ giúp mình dễ lấy cái sô-cô-la ra hơn. Mọi người có thể dùng khuôn hình tròn hoặc là bất kỳ hình nào mà mọi người thấy nó có thể ghép lại với nhau đẹp. Mình thì mình sử dụng cái khuôn mình đang có sẵn, nó có hình trái tim với lại hình con gấu. Để đun chảy sô-cô-la thì mình cho sô-cô-la vào một cái tô chịu nhiệt. Sau đó thì mình quay lò vi sóng, cứ 10 giây mình lấy ra mình khuấy đều để nó không có bị cháy á. Cuối cùng mình thu được cái hỗn hợp sô-cô-la đun chảy như thế này đây. Bây giờ mình sẽ múc sô-cô-la ra khuôn nha. Mình không có đổ đầy khuôn đâu mà mình láng nó đều để tạo thành một cái khuôn rỗng thôi. Mọi người láng dày dày một chút thì khi mà lấy ra khỏi khuôn sẽ dễ hơn, nếu mà mỏng quá nó dễ bể lắm nha. Hai mặt của trái tim này thì mới ráp lại được một cục chocolate bomb nên là mình phải đổ hai cái khuôn. Cái đầu tiên nhé mình thấy được rồi nè, mình sẽ đổ thêm vào trong cái khuôn này. Rồi sau khi láng đều thì mình sẽ đập cái khuôn. Mọi người có thể nghiêng cho nó đều cũng được. Nhớ láng cho đều mấy cái viên ở trên này nữa nha, không thôi nó mỏng quá khó lấy ra lắm á. Sau khi láng đều sô-cô-la ra khuôn thì mình sẽ bỏ vào ngăn mát tủ lạnh cho nó đông lại cho nó nhanh. Nếu như mà mọi người không muốn bỏ tủ lạnh thì cứ bỏ chỗ mát là nó cũng tự cứng lại à. Bây giờ mình đã có hai nửa để ráp lại thành cục chocolate bomb rồi. Tiếp theo mình sẽ đổ bột hot chocolate vào bên trong. Hot chocolate thì phải có marshmallow rồi, mình sẽ bỏ thêm marshmallow vào. Tùy vào mọi người thích bao nhiêu mà bỏ nghe, có thể bỏ thêm cốm màu hoặc là có thể bỏ thêm kẹo bạc hà vô nữa. Bây giờ thì mình sẽ đẩy nó lại. Mình sẽ bỏ một ít sô-cô-la lên trên cái viền như thế này để hai mặt có thể dính lại với nhau. Giờ mình ốp lại nha. Hết sức cẩn thận. Ốp sao cho nó khít lại là được. Sau khi mình ốp hai mặt lại với nhau vậy là xong. Tổng cộng nãy giờ thì mình làm được hai cái hot chocolate bomb rồi. Bây giờ mình sẽ đi đun nóng sữa. Mình sẽ cho khoảng 300ml sữa vào nồi để đun nóng. Trong khi đun sữa thì mình sẽ cho một cục hot chocolate bomb vào trong cái ly này. Sữa nóng rồi đây. Mình sẽ chế sữa vào nhé. Cục hot chocolate bomb của mình đã tan ra hết rồi. Mọi người thấy marshmallow nó nổi lên không? Hòa quyện cùng với sô-cô-la, cùng với sữa. Thơm quá đi.
Ngon không con? Dạ ngon. Ngon hơn hot chocolate bình thường luôn, tại vì cái này được làm từ nhiều sô-cô-la nung chảy. Nhiều khi mình không cần bỏ cái bột hot chocolate vào cũng được, nhưng mà nếu bỏ thì nó sẽ đậm đà hơn. Làm cái này vừa đơn giản mà các bạn nhỏ lại thích nữa, mọi người có thể làm quà tặng cho người yêu thương. Bây giờ thì mình sẽ kết thúc video này tại đây nha. Nếu mà mọi người thích những cách làm quà tặng đơn giản như thế này thì mọi người cứ nói cho mình biết.